để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các mục tiêu đã đề ra tại dự án sân bay quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, các cơ quan, đơn vị liên quan và tư vấn thiết kế, nhà thầu đang khẩn trương thực hiện từng bước triển khai tổ chức thi công tại công trường. Cụ thể, khối lượng thi công sang nền trong tháng 7 đã đạt 1.988.000 mét khối, nâng tổng khối lượng lũy kế đến nay đạt 13.448.000 mét khối. Thi công xong 980 trên 1.545 cọc đại trà. Về công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện triệt để công tác tuyên truyền, vận động người dân, ủng hộ, phối hợp để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15 tháng 8 2022, giải quyết dứt điểm tình trạng xô đổ tại các khu vực đã bàn giao đất. Về tiến độ thi công, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phấn đấu hoàn thành toàn bộ hạng mục móng cọc nhà ga hành khách trong tháng 8 2022 theo hợp đồng đã ký. Về công tác thẩm định, phấn đấu hoàn thành thẩm định phê duyệt thiết kế phần thân nhà ga hành khách trong tháng 7 2022 để khởi công trong tháng 10 2022, hoàn thành phê duyệt thiết kế hạ tầng khu bay, hạ tầng chung trong tháng 9 2022, khởi công vào tháng 12 2022. Hoàn thành thẩm định hồ sơ thiết kế phần cọc móng công trình tháp không lưu trong tháng 7 2022, đảm bảo khởi công trong tháng 10 2022.